Ở phần 1 thì mình đã hướng dẫn xong các bạn làm hai chân nối lên thân rồi ha. Ở phần tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hai cái tay của con cáo và hai cái lỗ tai của cáo nha. Ở đây thì mình làm sẵn mỗi loại một cái rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm tay trước nha các bạn. Phần tay thì có hai màu, chúng ta sẽ bắt đầu bằng màu đen trước ha. Đầu tiên chúng ta sẽ làm vòng tròn ma thuật hay còn gọi là magic ring và móc vào vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn tương tự giống như cái phần chân hồi đầu mình làm ha. Mình để gần hơn cho các bạn dễ thấy nha, do màu đen thì có thể là các bạn sẽ hơi khó thấy một chút ha, và mình sẽ làm hơi nhanh một chút vì phần này mình đã hướng dẫn ở phần trước rồi. Bốn, năm, sáu, rồi chúng ta rút lại cho sát nè. Đây là chúng ta đã hoàn thành xong vòng thứ nhất nha. Ở vòng thứ hai chúng ta sẽ làm 1x1V 3 lần. V tức là mũi tăng đó nha các bạn. Chúng ta móc xoắn ốc nên là không kết hàng ha. Chúng ta móc tiếp. 1x1V 1x1V lần cuối cùng nha các bạn. 1x và 1V. Do cái màu đen á nên mình sẽ sử dụng tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyển màu. Để chuyển màu á thì các bạn sẽ khoan các chỉ nha, chúng ta sẽ bắt một màu mới luôn. Các bạn sẽ làm như thế này. Vòng tiếp theo thì chúng ta sẽ móc toàn bộ là mũi đơn, chúng ta sẽ móc 9 mũi đơn. Các bạn để chỉ như thế này, chúng ta lấy kim móc vào đây, móc lên. Và chúng ta sẽ kẹp hai cái cọng chỉ màu đen và màu cam dư này ở phía dưới cái đường móc của chúng ta ha. Một nè, màu đen hơi khó thấy. Hai, chúng ta kéo cho nó hơi chặt lại một chút nha các bạn. Ba, đen mình cũng hơi khó thấy. 4, 5. Rồi chúng ta tạm thời ngưng chút xíu để mà cắt đi cái đoạn màu đen này nha. Chúng ta không dùng màu đen nữa. Các bạn cẩn thận cắt trúng cái dây kia nha. Rồi, cái phần này chúng ta để cho nó vào trong là được rồi. 5 rồi đúng không các bạn? 6 7 8 và 9. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong một cái vòng đổi màu rồi ha. Chúng ta sẽ móc tiếp từ vòng thứ 4 cho tới vòng thứ 7 cũng là 9 mũi móc đơn ở mỗi hàng. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn làm xong vòng thứ 7 nha. Rồi mình vừa hoàn thành xong vòng thứ 7 rồi ha các bạn ha. Bây giờ chúng ta trước khi giảm mũi thì chúng ta sẽ nhồi bông trước nha. Chúng ta chỉ nhồi một nửa cái tay thôi để mà dễ ráp đó các bạn. Cái này nó hơi nhỏ thì chúng ta có thể dùng mũi kéo để mà dồn vào nha. Mình đã nhồi bông một ít vào nửa cái cánh tay rồi nè các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng tiếp theo và sẽ giảm mũi nha. Ở vòng tiếp theo thì chúng ta sẽ móc một mũi giảm và 70 ít.
chúng ta sử dụng kỹ thuật giảm mũi vô hình nha các bạn. Đây một mũi giảm, sau đó là 7x. Do cái này ít á nên là mình không sử dụng cái đánh dấu, mình đếm tự đếm nha các bạn. 2 3 4 5 6 7 xong xong hàng thứ 8 rồi ha. Tiếp theo tới hàng thứ 9 sẽ là một mũi giảm và 6 mũi x. Cái này nó hơi nhỏ nha các bạn. Một mũi giảm nè. 6x. 1 2 3 4 5 6. Rồi, bây giờ tới hàng cuối cùng của cái tay nha các bạn, đó là một mũi giảm và 5 mũi x. Giảm rồi đấy, 5 mũi x nữa ha. 1 2 3. Chỗ này hơi nhỏ nha các bạn, cẩn thận sốc mũi. 4 5. Rồi, mình hoàn thành xong cái tay rồi nha các bạn. Mình đã móc được một cái tay sẵn rồi. Thì cái này chúng ta sẽ để đó và chờ cuối cùng chúng ta sẽ ráp lại nha. Chúng ta sẽ để một đoạn dài rồi mới cắt chỉ nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ rút chỉ ra như thế này luôn nha. Rồi, chúng ta để qua một bên. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hai cái lỗ tai ha. Đây mình đã móc sẵn được một cái rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện cái thứ hai nha. Bắt đầu lỗ tai thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu với màu đen trước. Và với vòng tròn ma thuật, ở đây vòng tròn ma thuật thì chúng ta chỉ móc vào vòng tròn này 3 mũi móc đơn thôi. Hơi nhỏ nha các bạn. Màu đen thì hơi khó thấy nên là mình làm từ từ cho các bạn nhìn nha. 3 mũi thôi. 1 2 3. Sau đó chúng ta rút cái vòng tròn của chúng ta lại. Không sao đâu các bạn, giờ chúng ta sẽ móc tiếp cái mũi kia cho nó bù qua lại nha. Ở vòng thứ hai chúng ta sẽ móc 3V, tức là mỗi chân móc chúng ta móc 2 mũi móc đơn vào chân đầu tiên nè. 1 2 2 mũi này chúng ta móc cùng một chân. Tiếp theo là chân tiếp theo thì chúng ta móc 2 mũi tiếp nha. 2. Rồi, chân cuối cùng chúng ta cũng móc 2 mũi luôn. Màu đen hơi khó thấy. 1 2. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong vòng thứ hai nha các bạn. Ở vòng thứ hai là chúng ta có 6 chân móc ha. Tiếp theo đến vòng thứ ba, chúng ta sẽ móc 1x 1v 3 lần. Do cái này nó hơi ít và cái màu đen á các bạn nên là mình không dùng đánh dấu, các bạn có thể đếm nhẩm nha. Rồi 1x nè. 1v. 1 lần rồi đó. 1x. 1v.
Lần cuối cùng nha các bạn. 1x 1v. Rồi, chúng ta hoàn thành vòng thứ ba. Chúng ta có 9 mũi móc. Chúng ta cắt bớt cái phần này đi, nó dài quá. Rồi, vòng thứ tư thì chúng ta sẽ móc 2x 1v 3 lần. 1 2 tăng nè. Tiếp theo 1 2 tăng. Lần cuối cùng 1 2 tăng. Xong nha các bạn. Rồi, dòng tiếp theo nữa chúng ta sẽ móc 1x 1v 6 lần nha các bạn. Ở đây thì thôi mình sử dụng đánh dấu cho các bạn dễ thấy ha. Mình móc 1x trước đã. 1x. Rồi, chúng ta đánh dấu cái hàng mới nha. Một v một x một v. Các bạn móc một x một v cho tới hết vòng nha. Ở mũi cuối cùng của cái hàng thứ năm á thì chúng ta hãy dừng lại, chứ chúng ta không móc hết mũi ha. Chúng ta chỉ ngoặt lấy chỉ rồi để đó để chúng ta bắt đầu đổi màu á. Đây là cách đổi màu mới, khác cái cách đổi màu hồi nãy ha. Thì chúng ta sẽ, thay vì chúng ta lấy cái chỉ đen này và ngoặt vào thì chúng ta sẽ ngoặt vào bằng cái chỉ cam này luôn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn siết chặt lại một chút. Và chúng ta sẽ kẹp cái màu đen vào và cái màu cam thừa này ở dưới cái mũi của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu hàng tiếp theo nha. Ở hàng thứ 6 thì chúng ta sẽ móc 2x 1v 6 lần để được 24 mũi nha các bạn. 2x 1v nha. 1 2. Sau đó chúng ta sẽ tăng mũi. 1v. Rồi mình làm lại lần nữa nha. Các bạn nhớ kẹp cái phần chỉ thừa vào ở dưới mũi móc của mình nha. 1 2 tới mũi tăng này các bạn. Rồi chúng ta sẽ cắt bỏ cái đoạn chỉ đen đi. Sau khi các bạn cắt cái đoạn chỉ thừa đi thì các bạn móc tiếp tục cho đến hết hàng 2x1v ha. Thì mình đã vừa hoàn thành xong hàng 2x1v 6 lần và mình có 24 mũi. Ở vòng tiếp theo thì chúng ta sẽ móc toàn bộ là mũi ít hết. Và chúng ta sẽ móc như vậy từ vòng thứ 7 cho tới vòng thứ 13 luôn. Và cũng là kết thúc của cái tay. Thì mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc hết vòng thứ 13 nha. Mình vừa hoàn thành xong vòng thứ 13 của cái tay và cũng là kết thúc cho cái lỗ tai của nó rồi ha các bạn. Như vậy là mình nói lại ha, chúng ta sẽ móc 7 hàng toàn là ít hết, mỗi hàng 24 mũi ít. Tức là từ vòng 7 tới vòng 13 đó các bạn. Tổng cộng là chúng ta có 13 vòng ha. Và chúng ta sẽ móc hai cái như vậy nha. Và để kết thúc thì các bạn chừa lại một cái đoạn dài để chúng ta khâu vào đầu nha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ kéo cái sợi này ra luôn nha các bạn. Rồi, coi như là chúng ta đã hoàn thành xong cái cặp lỗ tai cho con cáo nha các bạn. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đuôi cáo nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm đuôi cáo nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng với màu trắng. Vòng đầu tiên chúng ta cũng sẽ làm một vòng tròn ảo thuật và móc vào vòng tròn ảo thuật 6 mũi móc đơn nha.
một hai ba bốn năm sáu, rồi xong chúng ta rút chặt lại. Vòng thứ hai, vòng này nó hơi đặc biệt một tí, nên là chúng ta sẽ chú ý hơn nha các bạn. Chúng ta sẽ móc 2x, 1, 2. Tiếp theo là 2V, tức là tăng mũi 2 lần ha. Bây giờ mình tăng lần thứ nhất nè, tức là hai chân và một hai mũi và một chân một lần. Sau đó chúng ta tăng lần nữa, hai mũi và một chân. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi thêm 2x nữa để hết hàng ha các bạn. Rồi hết hàng nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng đánh dấu ha, cho nó dễ nhớ. Dòng tiếp theo thì chúng ta sẽ đi 3x, 2V và 3x. Thì chúng ta sẽ đi trước 1x và là để cái đánh dấu cho nó dễ nhìn nha. 1x nè. Rồi chúng ta đánh dấu lại. Các bạn đánh dấu ở phía ngoài cái chân mũi đấy cũng được, để chúng ta khỏi phải dời cái đánh dấu nhiều lần. Rồi, nãy là mình đi được 1x rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đi thêm 2x nữa. Đánh dấu nó hơi dưới. 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ đi 2V tiếp tục. 1 lần 2V, một lần 2 mũi. Thêm một lần nữa nha. 1, 2, xong. Xong 2V rồi, chúng ta sẽ đi tiếp 3X. 1, 2, 3. Rồi, đã hết vòng thứ 3 ha các bạn. Ở vòng thứ 4 thì chúng ta sẽ đi là 4X, 2V và 4X. Mình vừa kết thúc hàng thứ tư đó các bạn, 4x, 2v và 4x. Bây giờ đến hàng thứ năm ha. Hàng thứ năm cũng gần như tương tự với hàng thứ tư thì chúng ta sẽ đi 5x, 2v và 5x. Mình gần như hoàn thành xong dòng thứ năm ha, do dòng này chuyển sang dòng sau có đổi màu đó các bạn. Nên ở mũi cuối mình sẽ tiếp tục giữ lại cái kỹ thuật cũ để đổi màu nha. Chúng ta sẽ không rút chỉ qua hết ha, và cái rút chỉ chúng ta sẽ lấy màu mới. Các bạn móc cái màu qua như thế này để kết chỉ, coi như là kết thúc hàng thứ năm rồi đó nha các bạn. Chúng ta rút chỉ cho nó sát lại một chút. Nhớ là khi móc thì chúng ta nẹp cái phần chỉ dư thừa và cái màu trắng còn lại để giữ lại cái nối nha. Ở vòng thứ sáu chúng ta sẽ móc 6x, 2V và 6x. Các bạn vừa móc vừa nẹp cái phần chỉ thừa lại nha. Mình vừa hoàn thành xong dòng thứ sáu. Ở dòng này do có đổi màu á, nên là mình tháo cái đánh dấu ra luôn, các bạn có thể để ý ha, không cần phải ra dùng đánh dấu nữa. Ở dòng tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện 7x, 2V và 7x. Mình vừa hoàn thành xong dòng thứ bảy nha các bạn. Chúng ta có 18 mũi móc rồi. Ở dòng thứ 8 này thì chúng ta sẽ đi toàn bộ là mũi ít hết. Như vậy chúng ta sẽ đi 18 mũi ít ha. Mình vừa hoàn thành xong dòng thứ 8 ha, có 18 mũi. Ở dòng thứ 9 thì chúng ta sẽ thực hiện 1V 2X 6 lần nha các bạn. Cẩn thận là chúng ta sẽ tăng mũi trước. Bình thường thì chúng ta đi ít trước, bây giờ chúng ta đi V trước nha. 1V nè, 2x. Chúng ta sẽ đi 6 lần như vậy nha các bạn. Mình vừa kết thúc hàng thứ 9, chúng ta có 24 mũi. Ở hàng thứ 10 đến hàng thứ 14, tức là 5 hàng tiếp theo, chúng ta sẽ móc toàn bộ là x hết nha các bạn.
Mình vừa hoàn thành xong vòng thứ 14 nha các bạn. Chúng ta đang có 24 mũi móc. Tiếp theo là vòng thứ 15. Ở đoạn vòng này thì chúng ta sẽ sử dụng 1A2X 6 lần. Tức là chúng ta giảm mũi trước ha, giảm mũi xong rồi móc thêm 2X. Chúng ta sẽ móc cái cụm này 6 lần nha các bạn. 1 mũi giảm, 2 mũi ít. Mình đã thực hiện được 2 lần rồi đó. Mình vừa kết thúc hàng 15 ha các bạn. Sau khi kết thúc mình sẽ có 18 mũi. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 3 hàng toàn bộ là mũi ít. Tức là hàng 16, 17 và 18 chúng ta sẽ móc toàn bộ là mũi ít nha các bạn. Mình vừa làm xong hàng thứ 18 rồi nha các bạn. Chúng ta có hiện tại là 18 chân móc. Ở vòng tiếp theo thì chúng ta sẽ giảm mũi. Chúng ta sẽ thực hiện cụm mũi 1 mũi giảm, 1 mũi ít 6 lần nha các bạn. Đây mình sẽ giảm 1 mũi và ít 1 mũi. Chúng ta sẽ thực hiện cụm như vậy 6 lần ha. Rồi chúng ta sẽ thực hiện 3 hàng cuối cùng. Ở 3 hàng này thì chúng ta sẽ thực hiện toàn bộ là mũi ít nha. Mỗi dòng sẽ là 12 mũi ít. Như vậy mình được vừa hoàn thành xong vòng thứ 22 và cũng là vòng cuối cùng của cái đuôi cáo rồi. Sau khi kết thúc vòng này thì chúng ta có 12 chân mũi ha. Chúng ta sẽ bắt đầu cắt len và nhồi bông nha các bạn. Các bạn chừa một đoạn dài để chúng ta nối với đuôi với thân ha. Chúng ta rút ra, sau đó chúng ta sẽ nhồi bông kín hết cho cái phần đuôi này nha các bạn. Mình hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha.